Xin mến chào quý vị và các bạn. Theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn đường sắt ở Hà Nội là do lái xe ô tô không chú ý khi qua đường. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, sự việc xảy ra lúc 5 giờ 28 phút ngày 24 tháng 10. Đoàn tàu khách mang số hiệu SE2 do đầu máy 930 kéo khi đến km 15+380, khu gian Thường Tín, Văn Điển, tuyến đường sắt Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Văn Giáp, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, và phải xe ô tô 5 chỗ biển kiểm soát 30A-60225 vượt qua đường sắt. Xe ô tô bị văng ra khỏi khổ giới hạn đường sắt, trên xe có 7 người. Vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 2 người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Sau vụ tai nạn, xe ô tô bị hư hỏng nặng, đầu máy 930 bị gãy hai vòi hãm, cong bật lên xuống. Kết cấu hạ tầng đường sắt bị gãy một cột tín hiệu cảnh báo tự động bên phải hướng tàu chạy, làm ách tắc chính tuyến 44 phút và chậm tàu 62 phút. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được xác định là do lái xe không chú ý khi đi qua đường sắt. Theo Tổng cục Đường sắt, khu vực xảy ra tai nạn là đường ngang được phòng vệ bằng thiết bị cảnh báo tự động. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thiết bị hoạt động bình thường. Hiện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời giao Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Nội bố trí nhân lực trực cảnh giới 24/24, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tại đường ngang này. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6 người tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng này. Một nam bệnh nhân hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, nhưng cũng ở trong tình trạng nguy kịch.